Cứ gì thì cứ cũng phải có bản lĩnh. Đây căn bản không phải là một chuyện. Ta biết ngươi không phải là Dương Sinh Toàn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Dương Sinh Toàn. Ngươi có bản lĩnh không phải là ta. Mặt nương ngươi cũng không phải đột nhiên mọc ra một thân bản lĩnh đấy chứ. Đó là do ngươi thôn chúng ta phong thủy tốt. Ta đói chết mất thôi. Người ta phơi nắng sắp khô quắt cả rồi. Gia hữu chết tiệt, sao ngươi còn chưa đến? Gia hữu chết tiệt, sao ngươi còn chưa đến? Cha, sao cha lại tự mình ra đây? Cha kêu con một tiếng con gái sẽ dìu cha. Người cha không phải nặng bằng buồn. Cha nên gọi con vẫn hơn. Cha đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Cha, cha làm sao vậy? Là cha đang nghĩ đến cái tên Lan Lý Phi của Hắc Giáp Đảo. Hắn sát hại không biết bao nhiêu bá tánh của ta. Nếu như cha không có một người con gái có bản lĩnh như con, thì cái mạng già này của cha chắc sớm không còn rồi. Cha đừng nghĩ những chuyện này nữa. Thân thể cha là quan trọng nhất. Rừng xanh còn thì không sợ không có củi đốn. Cha Hắc Giáp Đảo con sớm muộn cũng sẽ thu phục được thôi. Ngoài ra con còn nghĩ có thể làm cho những hải tặc đó biết hối cải trở thành ngư dân được không? Mặt nương con đừng nghĩ lung tung nữa. Những tên hải tặc đó giết người đã quen tay. Con muốn bọn chúng cải tạo quy chính. Đây căn bản là chuyện không thể thực. Con đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Gan của ngươi ngày càng lớn rồi đấy. Bắt dược yêu nữ đó mà dám không bẩm báo với ta. Đây là một tội, già điện hạ. Bắt được yêu nữ rồi còn để á chạy thoát là tội thứ hai, già điện hạ. Lừa gạt tiền thưởng của bản vương tử, không trung thành với chủ nhân là tội thứ ba, già điện hạ. Ngoài dạ ra các ngươi còn biết nói gì điện hạ già? Tội thì phải chịu phạt, các ngươi nói xem nên trừng phạt các ngươi thế nào đây? Nói dọa ta tè cả ra quần còn không nương tay với đồng là tội thứ tư, cho ngươi chết này. Ta đánh, ta đánh. Các ngươi làm cái gì vậy? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Điện hạ, điện hạ à, tôi nói là sự thật mà điện hạ. Dừng, đánh chết ngươi. Các ngươi lừa bản vương thưởng 1000 lượng bạc, mỗi người chia nhau được 250 lượng. Bây giờ ta sẽ thưởng cho các ngươi mỗi người 250 cái tát. Yến công, ngươi thay bản vương tự ban thưởng. Tốt quá, ái phi, chúng ta hồi cung. Điện hạ yên tâm, điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng, lần sau chúng thần không dám nữa. Mệnh lệnh của vương tử đã ban. Yến công, yến công, tha mạng. Mấy người cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Mỗi người 250 cái. Yến công tha mạng. Xin lỗi nhé, mấy huynh đệ đắc tội rồi. Huynh đệ thì cũng phải phụng mệnh để làm thôi. Nếu như ta có chỗ nào chiếu cố các huynh đệ không đầy đủ, còn mong các vị bỏ qua cho. Tiểu nhân đừng có đắc ý, ngươi xem hắn ta như vậy. Ba người mỗi người 250, cộng lại là 750 cái tát. Đánh thì quá mệt, không đánh thì ta không dám. Lỡ đánh thiếu người nào, ta lại có lỗi với sự tin tưởng của điện hạ. Mấy người các ngươi giá lừa gạt điện hạ, đúng là không biết trung thành với chủ nhân. Ta không thể dẫm lên vết xe đổ của các ngươi được. Ngươi xem hắn ta ăn nói thật hóng hách, không phải ngươi chỉ nói một tiếng là xong sao? Không còn cách nào khác. Cái lão đạo thối đó, sao ngươi không biến thành nước luôn đi chứ? Ta sẽ ban thưởng bắt đầu từ ngươi. Ngươi dám đánh ta, ngươi mà đánh gãy răng vàng của ta, ngươi đền không nổi đâu.
ta xem ngươi còn chửi bậy được không? Được lắm ngươi nhớ đấy. Huynh đệ hạ thủ lưu tình, ta một câu cũng không nói mà. Ngươi đây không phải đang nói hay sao? Ngươi cẩn thận đấy, cẩn thận đánh gãy tay ngươi. Ngươi cứ yên tâm, cái mặt này của ngươi không biết có chịu được hay không đây. Yến công ngươi là cái đồ dậu đổ bìm leo, ngươi không chỉ xấu mặt mà còn xấu cả dạ. Yến công ngươi, dễ chịu không, thoải mái không? Tỷ tỷ, tỷ à Quế Hoa, tỷ nghĩ xong rồi, tỷ tự mình đi đánh hắc giáp thu phục hết bọn cướp biển đó, để cha tỷ bớt lo lắng, báo thù cho bà con trong thôn. Mặc nương tỷ không thể đi, mấy trăm hộ dân đều bị chúng đánh bại, tỷ chỉ có một mình sao có thể diệt được đám người Lan Lý Phi? Chính vì tỷ không ở đó, nếu như tỷ có ở đó, cho dù không đánh bại được hết bọn chúng, cũng phải giáo huấn cho bọn chúng một trận, cho bọn chúng biết sợ là gì. Tỷ bệnh của tỷ vẫn chưa khỏi mà. Sau đợt bệnh nặng này, tỷ cảm thấy tỷ đã hiểu ra được nhiều điều. Tỷ muốn biến ác bá trở thành người lương thiện. Tỷ biết nhân loại không phải suốt ngày chém giết nhau, mà nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau chung sống. Tỷ nói gì vậy? Muội nghe không hiểu. Muội không hiểu tỷ không trách muội. Nếu như là trước khi tỷ bị bệnh, tỷ sẽ không hiểu. Tỷ cũng muốn diệt trừ bọn cướp biển, tiêu diệt hết bọn chúng. Nhưng bây giờ tỷ thấy làm như vậy là không đúng. Điều này có nghĩa là pháp lực và ngộ tính của tỷ đang dần có tiến bộ. Đối với ác bá nên hạ thủ lưu tình, nương tay với bọn chúng để bọn chúng đi làm hại người khác, đây gọi là sự tiến bộ sao? Quế Hoa muội nghe đây, muốn giết một người rất dễ, chỉ một đau là đầu đã rơi xuống. Mù ốt làm cho người xấu biến thành người tốt thì không phải là chuyện dễ dàng, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thế nên mới nói giết người thì dễ mà trị người thì khó. Ồn ào quá. Người không ngủ nữa sao? Ngoài kia sao lại ồn ào như vậy? Cứ như là giết mổ lợn vậy, ta có thể ngủ được sao? Dám quấy rầy giấc ngủ của hai ta, đáng lý nên dán hết miệng bọn chúng lại, để cho bọn chúng có miệng mà không kêu được. Chắc bọn chúng đánh cũng tạm tạm rồi, chúng ta đi xem thế nào. Điện hạ nương nương hai vai ti an rồi, thế nào, đánh đủ cả chưa? Người xem mặt bọn họ đều sưng to thế kia, xem ra Yến công không có lười đâu. Điện hạ thần đã nghe theo lời dặn của điện hạ, 750 cái tát không thiếu cái nào, đều đánh trên mặt bọn chúng hết rồi. Sao chỉ có 750 cái, vẫn còn thiếu 250 nữa? Gia ứng bị bệnh không đến. Gia ứng không đến, ngươi không biết đem thưởng đến tận cửa cho hắn sao? Điện hạ, lui cho thần hai hôm, cái tay này của thần sắp biến thành tay gấu hầm rồi, đau lắm ạ. Cái móng gà nhà ngươi còn đòi so với tay gấu? Tay ta giống móng gà thì đã làm sao? Nhìn mặt ngươi xem, không phải đã in 250 cái tát cái đồ tay gà nhà ngươi? Nên đi tìm gia UNGDANH cho ta. Điện hạ cho thần nghỉ ngơi chút đi, để tay của thần đỡ hơn chút, đánh càng mạnh hơn, để cho gia ứng nhớ rõ bài học này. Ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi đánh bọn chúng 250 là đang trừng phạt bọn chúng hả? Mấy lần ta triệu kiến ngươi đều không tới, ta để ngươi đánh bọn chúng 1000 cái cũng chính là để trừng phạt ngươi, biết chưa? Điện hạ, thì ra người đây là nhất tiễn song điêu. Yến công ngươi không biết đến hả? Đây rõ ràng là nhất tiễn ngũ điêu. Buồn cười thế này mà cũng không cười được cho thoải mái nữa, sớm biết dùng lực nhẹ một chút. Có phải tốt rồi không làm tay ta đâu thế này? Nói linh tinh gì nữa, còn không mau đi. Đi, mau đi, đi.
mau đi, mau đi. Già Ứng đâu? Già Ứng chạy đi đâu rồi? Lạ thật sao Già Ứng lại biến thành cẩu thế này? Lẽ nào Già Ứng là cẩu tinh? Bị nhốt trong này lâu quá, giờ hiện nguyên hình rồi. Mẹ hắn hình như cũng là cẩu tinh. Già Ứng, ngươi nói xem là chuyện gì thế này? Ta ở trong đó lâu như thế, ta bị gầy đi. Hay là các ngươi ăn đến béo ra, trông thật là buồn cười. Mặt của các ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng có mà buồn cười, lát nữa ngươi cũng như bọn ta cả thôi. Không đồng sinh cộng tử cũng phải cùng chung hoạn nạn chứ, không thể như nhau. Tay của ta vẫn chưa khôi phục được lực như ban đầu. Già Ứng, sao ngươi chui ra khỏi lồng được vậy? Mà sao trong lồng lại nhốt con cẩu thế kia? Cái này hả, nhắc đến là bực mình, bực bội chết đi được. Ta đang ngủ, chân ta gác ra ngoài lồng. Có thể do cái chân này của ta lâu lắm không rửa qua rồi. Con cẩu này liền đến liếm chân ta. Xem ngươi kìa, liếm làm ta tỉnh lại. Cái lão vương bát đảng gia hữu, hắn ngược đãi ta. Ta đói chết mất rồi, ta phải ăn cái đã. Ngươi đúng là chỉ biết ăn, đừng vội. Muốn biết chuyện sau đó thế nào, xin đợi hạ hồi phân giải. Ta hận không thể lột sạch từ trên xuống dưới. Mau nói cho bọn ta xem, ngươi làm cách nào chạy ra ngoài được, nói đi. Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Tránh ra. Nói đi. Ngươi nói xem, yêu nữ đó ức hiếp ta. Cái con cẩu đáng chết này nó cũng ức hiếp ta. Không dễ dàng gì ta mới ngủ thiếp đi được, thế mà nó lại làm ta tỉnh giấc. Ta thò tay ra ngoài lồng, giơ hài của ta đánh nó. Thật đen đủi, đen đủi quá. Ta bị cẩu cắn cho một phát. Cái đồ nhà ngươi ấy, ta sống còn chưa đủ khổ hay sao? Nào sao rồi, đợi chút. Người nói mau đi, muốn làm bọn ta tức chết hả? Rốt cuộc có nói hay không? Thì ra cái chìa khóa ngu ngốc ấy được giấu ở trong hài của ta. Người nói có đáng chết hay không chứ? Cô ta mang ta ra làm trò đùa hay sao chứ? Làm cho ta ở cái lồng đó lâu như vậy. Người xem ta có tức không, có bực không, có đen đuổi không chứ? Đều tại ngươi vừa ngu vừa lười. Ngươi đi hài sớm chút nữa, chẳng phải sớm phát hiện ra chìa khóa rồi sao? Ta cầm chìa khóa mở ra. Sau đó thì ra được đây, ta càng nghĩ càng tức. Thế là ta liền đem cẩu nhốt vào trong lồng. Con cẩu đó cứu ngươi, sao ngươi lại giam nó? Ngươi thật là không có lương tâm. Ta không tìm yêu nữ đó đòi nợ thì thôi, ta tìm con cẩu trút giận không được sao? Được rồi Gia Ứng, ngươi nhìn mặt ba người bọn chúng xem. Là điện hạ thưởng cho đấy. Các ngươi tụ họp với nhau lừa gạt điện hạ, còn để cho yêu nữ đó chạy thoát. Điện hạ lệnh cho ta thưởng cho bốn người các ngươi mỗi người 250 cái tát. Điện hạ biết rồi sao? Sao ta lại đen đuổi như vậy chứ? Vừa chui ra khỏi lồng thì lại bị ăn tát. Già Ứng, ngươi thôi đi. Tay Yến Công đã đánh bọn ta rồi, 750 cái tát. Đầu sắp chết đi được. Dù gì ngươi cũng khỏe hơn bọn ta một chút. Ta là có chuẩn bị mới đến đây. Các ngươi xem, ta lấy được trong long cung cái găng tay này.
các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối công bằng. Màu sắc trên mặt Gia Ứng đảm bảo sẽ y chang ba người các ngươi. Yến công, Yến công, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi cần nhất là bộ mặt, cây cần nhất là vỏ, đúng không? Hắn ta mà cũng là người nào nào nào. Yến công, Yến công, Yến công, nếu không ông đánh mông tôi được không? Ta chính là đánh vào mông của ngươi. Quay ra đây. Yến công chết tiệt, ngươi không chết được thoải mái đâu. Các ngươi đếm đủ cho ta. Một, hai, ba, bốn. Tỷ phải đi đánh hắc giáp đảo rồi. Thuốc này tỷ giao cho muội. Thuốc này là cho thuốc thuốc Đổng gia. Còn cái này là cho Hứa Mậu Thịnh. Muội nói với huynh ấy phải dùng nước phục UOSNG. Còn nữa, cái này là cho Lư Tam ca. Những bình thuốc này muội không biết thì đừng đụng vào, có biết chưa? Tỷ vẫn muốn đi sao? Quế Hoa, muội yên tâm, dựa vào pháp lực hiện tại của tỷ, đối với cái tên Lang Lý Phi đó dễ thôi. Dù pháp lực của tỷ mạnh thế nào, bọn hải tặc người đông thế lớn, độc trảo vương tâm hiểm ác, tỷ có thể đánh hạ bọn chúng hay sao? Muội quên là tỷ có thể bay à? Tỷ nghĩ kỹ rồi, nếu như tỷ đánh thắng, tỷ sẽ làm bọn họ cải tạo quy chính. Nếu như tỷ thua, tỷ sẽ bay lên trên trời, bọn chúng nhìn thấy còn tưởng tỷ là tiên cũng nên. Tỷ nói cũng phải, bọn hải tặc biết bơi nhưng lại không biết bay. Đúng vậy. Lỡ như tỷ có điều gì bất trắc thì phải làm sao đây? Làm gì mà có nhiều chuyện lỡ như vậy? Thì lỡ đâu lại xảy ra thì sao? Muội nói là lỡ như. Đúng vậy. Cho nên, được rồi, được rồi. Tức chết ta rồi. Tiểu phàm, ta không đối ra được câu đối này. Ta là người ngốc nhất thiên hạ. Đừng vứt nữa tiểu phàm. Đừng vứt nữa, đừng vứt nữa, đừng vứt nữa, đừng vứt nữa. Ta không nghĩ ra được câu đối. Chuyện gì thế này tiểu phàm, đừng vứt nữa. Ta đối không được. Tiểu phàm, tiểu phàm. Ta sẽ hết, ta sẽ hết. Không được đập, cái này là của hồi môn cha ta. Chàng không được đập nó. Người đưa đây, chàng muốn đập thì đập ta đi. Không đưa chứ gì, ta đập ngươi. Tiểu phàm, tiểu phàm, chàng đi đâu vậy? Tiểu phàm. Không biết là đi đâu mất rồi. Tỷ tỷ. Những loại thuốc này muội vẫn chưa nhớ rõ được hết. Muội ấy chỉ được cái khéo miệng thôi. Để tỷ lấy bút ghi cho muội. Cái này là để cho Hứa Mậu Thịnh. Mau mau, mau mau, mẹ không sao chứ? Mau mau, mau mau mẹ. Nào, cứu mạng, mẹ con sợ. Mặc nương cứu mạng. Không hay, trên biển có người gặp nạn. Đưa ta. Mặc nương, mặc nương.
Nào lại đây mẹ. Ân Nhân Mặt Nương, đội ơn cô đã cứu mẹ con tôi. Lư gia chỉ có một đứa nối dõi này thôi. Tiểu Phàm, trán chàng sao vậy? Sao chàng lại thành ra như thế này? Chậm thôi, ta đi ra ngoài dạo giải tỏa tâm trạng, đi vội quá nên bị ngã, nên đầu đập vào tường. Mau ngồi xuống. Tiểu Phàm mau đứng dậy. Chân chàng không được tiện, sau này muốn đi ra ngoài thì gọi thiếp một thiếp để chàng đi. Chàng xem vừa rồi, mới chớp mắt đã chạy đi đâu không thấy nữa. Tướng công chàng bị thương rồi, để thiếp đi tìm thuốc cho chàng. Diệu Châu, không sao. Không cần đâu. Diệu Châu, vừa rồi ta hơi nóng. Có phải đã động thủ với nàng rồi không? Thật xin lỗi, lúc ta đang tức giận, nàng đừng lại gần ta. Thiếp muốn ghi nhớ những ngày tháng của chúng ta sẽ như thế nào. Tướng công chàng yên tâm, chàng quên nhanh như vậy, thiếp còn nhanh quên hơn chàng. Diệu Châu, có lúc ta nghĩ, nếu không phải ta bị đánh gãy chân, ta nhất định sẽ thật tốt với nàng. Tướng công, sau này cũng ta đừng nhắc tới việc đó nữa, được không? Không được, ta không thể từ bỏ được. Tướng công, thiếp không hiểu câu đối đó sao lại có thể làm gãy chân, lại đau mãi không dứt thế này. Nàng không hiểu. Mẹ đưa con vào miếu thờ làm gì? Mẹ đưa con vào thắp hương khấn Bồ Tát. Cô của Lâm gia đã cứu mạng chúng ta, mẹ đưa con tới xin Bồ Tát cho cô của Lâm gia sống lâu trăm. Không phải mẹ nói cô của Lâm gia là Bồ Tát sao? Con trai con xem này, người đến đây đốt hương khấn Phật có nhiều không? Nhiều. Mẹ muốn cho con biết cô của Lâm gia chính là Bồ Tát sống. Sau này còn có nhiều người hơn tới đây đốt hương cho cô Lâm gia. Con mau quỳ xuống trước Bồ Tát. Bồ Tát xin hãy cho Mặt Nương được bình an. Chờ đã, xem cô ta muốn gì. Nữ tử từ đâu tới dám xông vào Long Hổ đại đường của ta? Nữ lưu gia ở đảo Mi Châu,
con gái Đô Tuần Kiểm Lâm huyện Lâm Mặc Nương. Con gái Lâm Nguyện à, chính là nha đầu họ Lâm trong truyền thuyết chuyên đi cứu người gặp nạn trên biển, được có uy phong của cha ngươi đó. Nhưng ngươi còn mạnh hơn cha ngươi. Mấy hôm trước, Cộng Hòa ngươi dẫn mấy trăm người tới đại bại trở về, một mình ngươi cũng dám xông vào Long Hổ Đại Đường này sao? Xem ra công phu của ngươi cũng lớn, gan cũng không nhỏ. Làng Lý Phi ngươi coi thường vương pháp, tác oai tác oái trên biển, người vô số làm nhiều việc ác. Ta khuyên ngươi hãy sớm cải tạo quy chính, bỏ ác theo thiện, trở thành người tốt. Nói nghe hào sảng quá nhỉ. Không sai. Xin hỏi cái thành người tốt này có được tiền rượu không? Có mỹ nữ bên cạnh không? Ăn nói hồ đồ. Nếu ngươi chưa tỉnh ngộ, nhất định sẽ gặp phải hỏa lớn. Bất kỳ ai làm kinh động đến Long Hổ Điện, không ai có thể toàn thay trở về. Chính là ngươi đã hại cha ta. Nếu đã biết là ta, sao còn không dám xông lên đi? Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, hôm nay ta cho ngươi biết độc trảo của ta lợi hại thế nào. Khoan đã hiền đệ, đệ đã điểm huyệt cô ta rồi, cô ta không thể chạy được đâu. Vậy ý của đại ca là đệ đệ đó, đệ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ta thấy giữ cô ta lại tốt hơn là giết cô ta. Làng Lý Phi muốn giết muốn chém thì ra tay đi. Nó lại dám đến đảo Hắc Giáp, sao bây giờ con mới nói chứ? Cha đừng trách con nữa, là tỷ ấy bắt con thề. Nói sau khi tỷ ấy đi mới được nói cho cha biết. Mặt nương cũng thật là, bọn hải tặc đó độc ác thế nào, giết người không chớp mắt. Đàn ông cả thôn đi còn. Được rồi, muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Là đại bại trở về, cha bị lần ấy đến giờ vẫn khó chịu trong lòng. Vậy muội ấy đi liệu có được không? Gần đây pháp lực của tỷ ấy đã tán định tỷ ấy sẽ thành công. Nó ở nhà chữa bệnh cho người ta không lấy tiền, bọn hải tặc đó còn không thu được tiền. Ai tìm Lan Trung xem bệnh cũng phải có vài lượng tiền. Muội nói xem, dù gì nó cũng có ít tiền, cũng có thể bù đắp cho gia đình dùng. Hơn nữa tuổi cha đã cao, trách ta sao từ đầu ta đã xem thường bọn Hắc Giáp đảo đó. Ai biết lại xuất hiện thêm một tên độc vương chứ. Không ngờ Lâm Nguyện lại sinh được một cô con gái xinh đẹp vô song, võ công hơn người thế này. Một đại mỹ nữ, coi thường cái chết thật đáng tiếc. Người chết tới nơi rồi còn chưa tỉnh ngộ sao? Nhất định trời không dung. Không phải trời không tha, mà là ông trời ban cho ta. Đại ca, ý của huynh nói là lão Lâm Nguyện này là địch thù của ta, thù sâu như biển. Hôm nay bản đại ca không muốn oan oan tương báo nữa, ta muốn hóa giải. Ta muốn oan gia này trở thành phu nhân của ta, thế nào? Huynh còn độc hơn tổ phụ của cô ta, dùng cách này có hay không? Kỳ diệu, ngươi nghĩ hay quá rồi đấy. Đảo Hắc Giáp này không thiếu gì, chỉ thiếu nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân tuyệt sắc, võ nghệ hơn người. Đảo Hắc Giáp không có phu nhân sao được, lại tự nhiên đưa đến cửa. Ta
ta muốn đi đào hoa vân. Làng Lý Phi, ngươi làm nhiều việc ác trời không dung đất không tha. Làng Lý Phi ta cầu vợ, nàng đừng ra vẻ từ chối nữa. Đến lúc nàng xin cho ta một đôi nam nữ, một đứa gọi ta là cha, một đứa gọi nàng là mẹ, thật là hay. Làng Lý Phi, nếu ngươi là đàn ông thì hãy giết ta đi. Được nhị đệ, hãy lập tức chuẩn bị cho ta động phòng. Tối nay ta muốn cùng nàng ấy bái đường thành thân. Chuẩn bị rượu thịt nữa, để cho các huynh đệ vui vẻ cùng uống rượu mừng với ta. Tuân lệnh. Lui ra đi. Đi thôi. Có rượu uống rồi. Đại thúc. Quế Hoa, xin toàn ca, sao muội cũng mang giỏ thuốc vậy? Muội cũng thành lang trung rồi sao? Muội đi đổi thuốc cho Hứa đại ca. Mặc nương đâu, sao cô ấy không đi? Tỷ ấy đã đi đảo Hắc Giáp xử lý bọn hải tặc rồi. Mặc nương đến đảo Hắc Giáp. Quế Hoa à, Quế Hoa, sao muội không ngăn cô ấy lại? Đương nhiên là muội có ngăn, nhưng muội ngăn không nổi. Xong rồi, Mặc nương lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cô ấy trở về thế nào đây chứ? Dương xin toàn huynh có chút lòng tốt được không? Sao huynh lại rủ Mặc nương như thế? Ta không rủ cô ấy. Mặc nương còn trẻ, tính khí quá nóng vội, hữu dụng ít mưu. Hơn nữa, cô ấy không phải là đối thủ của Độc Trảo Vương. Sao huynh biết Độc Trảo Vương? Hắn ta là người thân của huynh à? Ta có nghe nói Độc Trảo Vương thần dũng ít bị thiệt. Không phải là đối thủ của Mặc nương, là huynh đề cao chí khí, hạ thấp uy phong của bản thân sao? Mặc nương tỷ đến thủy yêu quái còn đối phó được, sao lại không thể đối phó được với Độc Trảo Vương? Bọn hải yêu không thể so được với Độc Trảo Vương. Sao cách nói chuyện của huynh lại thay đổi rồi? Huynh sao vậy? Ta nói muội cũng không hiểu, phải mau nghĩ cách đi cứu Mặc nương. Cứu cứu thế nào? Ai đi cứu? Không ai có thể cứu được cô ấy. Vậy không phải là huynh nói thừa rồi sao? Chỉ có ta mới có thể đi cứu cô ấy thôi. Huynh, một tên nhát gan đến biển còn sợ, lại có thể cứu được Mặc nương tỷ sao? Nếu huynh có thể đối phó được với Độc Trảo Vương, muội cũng đánh được Tôn Ngọc không đó. Quế Hoa, muội biết cô ấy đi xem. Đi xem người ở đâu? Huynh vốn dĩ không phải như vậy mà. Ta không cãi với muội nữa, lần này ta phải đi, ta phải cứu Mặc nương ra. Huynh cứu thế nào? Huynh biết bay sao? Huynh bay cho muội xem đi. Gà mẹ còn biết vỗ cánh mấy cái. Huynh có bản lĩnh như gà mẹ, muội cũng phục huynh rồi. Mau lên huynh, mau bay đi. Sao huynh còn không bay đi chứ? Nếu huynh thật sự lo lắng cho tỷ, muội còn phải cảm kích huynh. Nhưng huynh lại di rủ người dọa người, còn nói mấy lời vô dụng nữa. Muội coi thường huynh. Quế Hoa, muội xem thường ta quá rồi đấy. Huynh ấy bay thật kìa. Thúc à, thẩm à, Dương sinh toàn huynh ấy bay rồi. Không hay rồi, không hay rồi. Dương sinh toàn huynh ấy bay rồi. Là thật đấy. Dương sinh toàn biết bay. Là thật đấy. Sinh toàn ca biết bay. Sao có thể chứ? Ta nuôi nó lớn vậy, nó biết bay sao? Ta lại không biết. Là thật mà. Huynh ấy bay đi một cái ngay trước mắt cháu. Cháu lại thấy Mặc nương bay trước mắt đúng không? Nhất định là cháu hoa mắt rồi. Thật mà. Cháu đang nói cho huynh ấy Mặc nương tỷ lý bọn hải tặc. Huynh ấy nói Mặc nương tỷ sẽ gặp nguy hiểm, huynh ấy phải đi cứu tỷ. Cháu nói kích huynh ấy vài câu, huynh ấy liền bay lên thật. Được rồi Quế Hoa, cháu nên đi đưa thuốc đi. Con trai ta coi như là một con chim, dây cũng là tổ của nó, dù có bay đi nó cũng sẽ bay về mà. Hai người không tin thì thôi. Đứa trẻ này, thần tiên xin thần tiên tha mạng. Thần tiên cái gì chứ, bắt hắn ta lại. Đại ca, tiểu đệ lấy trà thay rượu. Chúc đại ca một chén, đợi tối nay sẽ không say không về. Đệ có thể say ta thì lại không thể. Nếu ta uống nhiều quá, tẩu của đệ sẽ không vui đâu.
Đúng đại ca nói phải. Sao lại trừng mắt nhìn ta hung dữ thế? Ta là chồng nàng. Nhớ rõ đấy, nữ tử phải dịu dàng, đàn ông mới thích. Tên hải tặc độc ác khôn lường như ngươi, nàng gào cái gì? Không ai có thể cứu nàng được đâu. Ta tới cứu muội đây. Xin toàn ca. Mặc đường có xin toàn ca ở đây, bọn họ sẽ không làm gì muội đâu. Huynh đến đây bằng cách nào vậy? Lâm Hổ Đường hôm nay thật náo nhiệt, vừa là một tên không sợ chết lại thêm một tên không cần mạng. Hiền đệ mau bắt hắn lại cho ta. Ta phải moi tim gan hắn ta nhắm rượu. Được. Tật Phong Phiến, ngươi còn nhớ cái này sao? Ngươi là ai? Nhìn cho rõ đây. Tứ điện hạ, nô tài to gan, còn không mau quỳ xuống. Mặt tướng tham kiến tứ điện hạ. Hiền đệ à, sao đệ lại biến thành như thế? Hắn ta là ai? Đại đương gia, đây là hoàng tử thứ tư của Đông Hải Long Vương bệ hạ. Ta là thuộc hạ của ngài Quy tướng quân. Xin toàn ca. Thì ra huynh là bệ hạ. Tên cẩu nô tài này, sao ngươi dám chạy trốn đến đảo Hắc Giáp làm hải tặc? Sao ngươi dám tiếp tay cho giặc? Tứ điện hạ, mặt tướng thật sự bị dồn đến đường cùng, không dễ gì mà chạy thoát được. Muốn trở về Long Cung chỉ sợ lại bị nhai xé hãm hại lần nữa. Cuối cùng cùng đường, chỉ còn cách lưu lại Hắc Giáp đảo, được đại dương chủ đây thu nhận. Mới thành nhị đương chủ ở đây, chính đại đương chủ vì vậy mới sống sót được. Dù có chết cũng không thể ở đảo này làm vương cho hải tặc được. Hành vi như vậy đã làm ô danh của bản vương tử ta. Người đã biết tội chưa? Mặt tướng biết tội. Sau đó mặt tướng nghe bọn tôm cá trong cung nói tứ điện hạ đã trộn càn khôn đại pháp, bị tổ hỏa nhập ma, rơi vào tay bọn ngư dân bị thịt rồi. Lũ nói láo. Mặt tướng biết điện hạ là bị nhai xé ngầm hãm hại. Muốn diệt tướng thì phải diệt binh. Mục đích bọn họ giết mặt tướng thật ra là muốn giết điện hạ ngài. Đến tính mạng của điện hạ còn không bảo vệ được, mặt tướng còn có thể sống tốt sao? Nhưng không ngờ thì ra ngài vẫn còn sống. Mặc dù người sống không tốt, nhưng cũng không thể lầm đường lạc lối. Như thế này còn không bằng chết đi. Xin toàn ca. Không bệ hãn vương tử, chuyện này là sao đây? Mặc đường đi Hắc Giáp đảo rồi. Cha, cái gì đi tới Hắc Giáp đảo sao? Đó không phải là một nơi tốt đẹp gì, rất nguy hiểm. Mặc nương có ơn với nhà chúng ta, là cô ấy đã cứu con và cháu. Quy tướng quân, bản vương tử lệnh cho ngươi mau giết tên hải tặc này cho ta. Tứ điện hạ, cái này thần, mệnh lệnh của bản vương tử ngươi không nghe sao? Thần không dám không nghe. Vậy ngươi còn không động thủ đi. Hiền đệ, ngươi dám giết ta sao? Không, không dám. Vậy ngươi hãy giết tứ quân tử mong giết cho ta. Đại đương chủ, cái gì chứ? Đệ quên ta đã cứu mạng đệ rồi sao? Đại đương chủ hồi sinh cho đệ. Tiểu đệ không dám không nghe. Vậy đệ hãy mau giết hắn cho ta. Quy tướng quân, ngươi muốn làm phên sao? Đại đương chủ, ngươi muốn làm phản sao? Ngài ấy là chủ nhân cũ của đệ. Đệ sao dám phạm thượng chứ? Lúc ta thu nhận đệ luôn nói sẽ vì ta mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. 1000 năm trước, bản vương tử đã giúp ngươi tu luyện.
truyền pháp lực cho ngươi phong ngươi làm tướng quân. Bây giờ ngươi lại muốn lấy oán báo ân sao? Tứ điện hạ là chủ nhân của thần, đại đương chủ là chủ nhân mới, cả hai người thần đều không thể xuống tay được. Xin hai người đừng ép thần nữa. Quy tướng quân, ngươi hồ đồ rồi. Ai là người công chính, ai là kẻ ác, ngươi không phân rõ sao? Đại đương chủ Mặc Nương, cô ấy nói đúng. Tôi khuyên ngài nên bỏ bóng râm để đón ánh nắng. Thứ cho tôi phạm sai lầm này đến sai lầm khác, thuộc hạ xin thất lễ. Cẩn thận! Quy tướng quân, tứ điện hạ, thần đáng tội.